Thi Nhung. Và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam với các tin tức liên quan đến Việt Nam và cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam là bản tin thuộc hệ thống của đài truyền hình Việt TV. Hội Cao niên Việt Mỹ Maryland. Như thông lệ hàng năm, Hội Cao niên Việt Mỹ Maryland chọn một ngày sinh hoạt ngoài trời vào đầu mùa thu để bà con đồng hương thăm hỏi, gặp gỡ, kể cho nhau nghe chuyện xưa cũ bên quê nhà và chuyện thành đạt của con cháu nơi hải ngoại. Đặc biệt hơn là cùng nhau vui chơi trong bầu không khí trong lành trước khi thời tiết chuyển lạnh. Buổi picnic được tổ chức tại địa điểm quen thuộc là Wheaton Regional Park, tiểu bang Maryland. Mọi người cùng hòa mình vào khí trời mát mẻ, cười nói rộn ràng, thức ăn vô cùng phong phú. Vừa ăn vừa trò chuyện, mọi người như được sống lại thời tuổi trẻ. Buổi picnic bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng với nghi thức chào cờ và phút mặc niệm. Sau đó, hội trưởng Bùi Mạnh Hùng chào mừng quan khách đến tham dự. Buổi picnic đã kết thúc vào lúc 2 giờ trưa cùng ngày. Thưa quý vị, nhân quyền là một quan tâm của tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Nhân quyền là một trong những quan tâm của tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Điều này đã được ông Daniel G. Kristen Brink, người dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, trình bày trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 9 theo giờ địa phương. Ngoài ra, ông Kristen Brink còn đề cập đến những vấn đề khác sẽ thực hiện trong cương vị đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bao gồm an ninh, đầu tư thương mại, các vấn đề nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến tranh. Ông Kristen Brink nói rằng, quan hệ giữa Hoa Kỳ-Việt Nam đã thay đổi rất sâu sắc trong thời gian 40 năm qua. Và giờ đây Việt Nam đã trở thành đối tác toàn diện của Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh rằng, có được mối quan hệ tốt đẹp đó cho đến nay là nhờ cố gắng của các chính phủ tiền nhiệm nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao với một quốc gia quan trọng ở châu Á. Và trong những cố gắng đó có sự đóng góp của các thành viên trong cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Việt. Ông Daniel G. Kristen Brink, gốc ở tiểu bang Virginia, là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp từ năm 1994, và đảm nhiệm nhiều vị trí trong các đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại châu Á. Phản đối đàn áp cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, Hội đồng Liên tôn Việt Nam vào ngày 27 tháng 9 ra kháng thư phản đối việc đàn áp của cơ quan chức năng Việt Nam đối với một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo và cũng là một cựu tù chính trị, ông Vương Văn Thả và gia đình ông này. Kháng thư do đại diện các vị trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam thuật lại sự việc gia đình ông Vương Văn Thả vào ngày 18 tháng 5 vừa qua bị một lực lượng gồm cả trăm người, trong đó có cả công an và những thành phần bị cho là côn đồ tấn công bằng vòi rồng. Vào thời điểm đó, gia đình của ông Vương Văn Thả có 9 người gồm một cụ bà trên 80 tuổi, một cháu bé 6 tháng tuổi, 3 phụ nữ và 3 cậu con trai. Sau được tấn công, những người phụ nữ và trẻ em trong gia đình đã được đưa đến bệnh viện. Riêng ông Vương Văn Thả, cậu con trai Vương Văn Thuận và hai em Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Nhật Thương bị bắt. Hơn 3 tháng sau, gia đình mới nhận được thông tin 4 người bị giam giữ tại nhà tù Bằng Lăng, Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang. Kháng thư của Hội đồng Liên tôn Việt Nam cho rằng biện pháp mà lực lượng chức năng sử dụng đối với gia đình của ông Vương Văn Thả và là không cần thiết, thậm chí vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu của công dân được công nhận trong Hiến pháp Việt Nam cũng như công pháp quốc tế. Thưa quý vị, hạt Đông Tháp, giáo phận Vinh tố cáo những bất ổn trên địa bàn. Các linh mục công giáo thuộc giáo hạt Đông Tháp, giáo phận Vinh vào ngày 22 tháng 9 đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, tố cáo về những bất ổn xảy ra trên địa bàn giáo xứ Đông Kiều, huyện Diễn Châu. Theo đơn tố cáo thì do có những hiểu lầm về hai cột treo băng rôn ở đầu đường xóm 5 đi vào xóm 6, xã Diễn Châu, nơi có giáo xứ Đông Kiều, và vụ việc không được chính quyền địa phương giải quyết thấu đáo. Do đó, từ ngày 1 tháng 9 cho đến ngày 20 tháng 9 tư gia, hàng quán của một số giáo dân đã bị côn đồ ném đá, phá hoại tài sản và dùng súng tấn công. Vào ngày 20 tháng 9, những đoàn thể tại xã Diễn Mỹ còn mang cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu đi vào khu vực quanh nhà thờ Đông Kiều gây rối và đòi trục xuất lên một quản sứ Nguyễn Ngọc Ngữ ra khỏi xã Diễn Mỹ. Hành vi bị cho là xúc phạm nghiêm trọng là những thành phần tấn công còn đập phá ảnh tượng thánh, dùng súng bắn vào ảnh tượng thánh của giáo dân. Những vị ký tên yêu cầu chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu và các cơ sở ngành liên quan tiến hành điều tra tìm ra thủ phạm, chấm dứt những việc làm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tại địa bàn xã Diễn Mỹ, chấm dứt sự khủng bố cả về tinh thần lẫn vật chất
như đã được nêu ra trong đơn tố cáo. Phụ huynh biểu tình phản đối lạm thu. Hàng chục phụ huynh đã cho con nghỉ học và treo băng rôn trước cổng trường mầm non Quảng Thái, Quảng Xương, Thạnh Hóa để phản đối các khoản thu quá cao mà trường này đề ra. Sự việc diễn ra vào suốt từ ngày 26 tháng 9 cho đến nay. Ngoài ra, các phụ huynh cũng đề nghị đình chỉ công tác hiệu trưởng của bà Trần Thị Ngọc. Nội dung nêu rõ phản đối mức phí vượt sức đóng góp của phụ huynh, yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra việc thu chi của trường này suốt 2 năm vừa qua, đồng thời xử lý những ai vi phạm theo quy định của pháp luật. Riêng với năm học 2017-2018, trường này đề ra 17 khoản thu với tổng mức thu 3,1 triệu đồng cho học sinh cũ và 3,2 triệu đồng cho học sinh mới nhập học. Trước sự phản đối của phụ huynh, bà hiệu trưởng Trần Thị Ngọc nói rằng đây mới chỉ là bản dự thu để lấy ý kiến phụ huynh chứ chưa phải là chính thức. Theo bà thì nhà trường sẽ sửa lại các khoản thu cho phù hợp. Ông Nguyễn Huy Nam, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quảng Xương cho biết phòng đã yêu cầu trường Quảng Thái thu đúng quy định của nhà nước và kiểm điểm những cá nhân sai phạm. Đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng giữa Việt Nam và Australia. Việt Nam và Australia nhất trí đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là nội dung chính của kỳ họp lần thứ 5, đối thoại chiến lược ngoại giao và quốc phòng giữa Việt Nam và Australia diễn ra vào ngày 27 tháng 9 năm nay tại Canberra, Australia. Cuộc họp được tổ chức dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Đặng Đình Quý cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Gary Quinlan và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Rebecca Skinner. Hai bên cùng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hiệp Quốc, ASEAN và các diễn đàn do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, Diễn đàn Khu vực ASEAN, nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định và trật tự khu vực. Các đại biểu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Việt Nam và Hungary chuẩn bị thỏa thuận về quốc phòng. Thưa quý vị, Việt Nam và Hungary đang chuẩn bị cho việc ký kết một thỏa thuận quốc phòng bao gồm công nghệ quân sự và hợp tác công nghệ quốc phòng. Thông báo của Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đưa ra vào ngày 26 tháng 9 cho biết Việt Nam và Hungary đạt được quyết định nhanh chóng ký kết bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy sự hợp tác về hỗ trợ kỹ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng lưới và huấn luyện kỹ thuật. Bộ Quốc phòng Việt Nam đưa ra thông báo vừa nêu nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9. Vào chiều ngày 25 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Phát triển Hungary Miklós Szekesfehérvár đã ký biên bản hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông giữa hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hungary trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt 145 triệu Mỹ Kim, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2016. Em gái phụ nữ Việt bị nạn y có visa sang Hoa Kỳ cứu chị. Em gái bà Helen Huỳnh cuối cùng đã được chính phủ Hoa Kỳ cấp thị thực để sang California giúp chị mình tiến hành chữa trị bằng cách hiến tế bào gốc. Trước đó, truyền thông Hoa Kỳ đưa tin một phụ nữ gốc Việt bị ung thư máu và có thể được chữa trị bằng cách hiến ghép tế bào gốc. Nhưng em gái bà, người có mẫu tủy trùng khớp 100%, lại bị từ chối nhập cảnh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, em gái út của bà Helen, sinh sống ở Sài Gòn, đã 3 lần nộp đơn xin thị thực nhưng đã bị từ chối vì lo sợ bà trốn lại để định cư tại Hoa Kỳ. Ông Viện, chồng bà Helen Huỳnh cho biết, gia đình sau đó tìm cách liên lạc với truyền thông Hoa Kỳ và cũng chủ động liên hệ với dân biểu địa hạt 47 Alan Lowenthal. Ông này sau đó đã có một bài trình bày về tình cảnh của bà Helen Huỳnh trước Quốc hội Liên bang hôm 26 tháng 9. Ông cho biết thêm, sau khi phỏng vấn về em dâu vừa về đến nhà, thì Tổng lãnh sự gọi lên lấy thị thực. Họ còn nói thêm là em dâu ông sẽ được ở Hoa Kỳ ít nhất là 6 tháng để giúp người chị điều trị. Tất cả chi phí xin visa họ sẽ trả, vì bà này đi theo diện nhân đạo, chứ không phải diện visa du lịch hoặc thăm viếng. Thưa quý vị, hàng loạt cán bộ các ngân hàng ở Việt Nam bị bắt. Các cơ quan công quyền của Việt Nam vừa quyết định khởi tố 14 bị can là cán bộ ngân hàng Đại Tín vì các tội liên quan đến tham ô và rửa tiền tại hệ thống các ngân hàng của Việt Nam.
Đáng lưu ý là trong số 14 người có bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố về tội cố ý làm trái xảy ra tại ngân hàng Đại Tín Trust Bank, tiền thân của ngân hàng xây dựng. Theo báo trong nước, 14 bị can bị khởi tố vì có vai trò giúp sức cho bà Phấn, quận Thủ Đức, Sài Gòn, người có cổ đông lớn giữ chức cố vấn cấp cao của Trust Bank, ký các biên bản họp hội đồng quản trị, chấp thuận cho Trust Bank mua nhiều bất động sản bất hợp lý, trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng này khoảng 9.000 tỷ đồng. Cùng lúc tối ngày 26 tháng 9, truyền thông Việt Nam dẫn tin từ cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an cũng loan báo đã bắt giam 3 nghi can bị truy nã trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Đại Dương chi nhánh Hải Phòng tại Sài Gòn sau hơn nửa tháng bỏ trốn. Dân Việt è cổ gánh cùng lúc phí BOT và phí bảo trì đường bộ. Mỗi năm, người dân Việt Nam đóng phí bảo trì đường bộ gần 6.000 tỷ đồng. Song dù đã đóng phí này nhưng người dân vẫn phải gánh thêm phí BOT ở nhiều tuyến đường. Các trạm BOT được lập ra nhiều tuyến đường khắp ba miền Nam Trung Bắc của Việt Nam. Ngày 27 tháng 9, báo trong nước dẫn phúc trình của ông Lê Hoàng Minh, Chánh Văn phòng Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương, tại hội nghị tổ chức ở Hà Nội vào sáng 26 tháng 9 cho biết, kết quả sau 5 năm hoạt động, tổng nguồn quỹ đạt con số khổng lồ hơn 43.450 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu trong dân đạt gần 6.000 tỷ đồng cho một năm. Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn là vì sao nguồn thu do dân đóng góp lớn như vậy lại phải gánh thêm phí BOT. Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Xe hơi Việt Nam khẳng định, về tổng thể thì không có hiện tượng phí chồng phí, nhưng ở từng tuyến đường cụ thể, việc người dân, doanh nghiệp vừa phải đóng phí bảo trì đường bộ, vừa phải đóng phí BOT thật sự là có. Bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Việt Nam ngày hôm nay cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ái, kính chào.